Nhưng tôi biết người và việc lời người. Ông Abraham là cha các ông,
tôi, ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Gioan nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp, thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng ở. Họ liền dừng lại để nén người, nhưng Đức Giêsu đánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa quý to, lời khen Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta về Abraham và Chúa Giêsu. Bài học một á, thì khi Chúa gọi Abraham giao ước với ông làm tổ phụ nhiều dân tộc, và đối với ông thành Abraham. Chính vì cái đó mà Abraham có nhiều người Do Thái được mộ. Họ có ông là cha già, họ có ông là tổ phụ của họ. Và khi mà người Chúa Giêsu lại cố gắng làm cho người Do Thái hiểu về Ngài, và trong những đoạn thánh đường Ngài, Ngài muốn họ hiểu là Thiên Chúa, nhưng mà chúng ta thấy cái cảnh họ không hiểu mà còn né ra cái xu hướng. Đó là nội dung của cái bài học mà chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta thấy cái nhìn lại ở cái số để lắng nghe sự điều của Chúa. Điều này đối với chúng ta
rất nhiều điều để chúng ta suy nghĩ ở những các thái độ mà đã nghe và đón nhận sự điều chỉnh sâu và đặc biệt trong thời gian chúng ta vào những ngày hôm nay đưa đến cho chúng ta và thưa sư càng lúc càng học hỏi thêm về thân thế của mình những cái nhìn và kiến thức của mình và những cái kinh nghiệm cá nhân người đồng thái không thể đón nhận thân thế của Giê-xu. Ông là ai? Ông chưa được mang đúng nổi mà là thầy ác đang sao? Bây giờ chúng tôi mới biết nhỏ ông ở riêng cùng vì đá này cuộc đối thoại nhưng nhiều đến nỗi mà chúng ta đã biết có nhiều đến nỗi mà kết thúc vào ngày thứ ba người đồng thái hoàn toàn bác bỏ sự điều của Giê-xu và không những là bác bỏ sự điều của Giê-xu và đến đây chúng ta phải bác bỏ chính Chúa Giê-xu luôn, chính con người của Chúa Giê-xu. Và chúng ta suy nghĩ đến đây có lẽ là chúng ta nghĩ là những lời Chúa nói để chúng ta có thể đón nhận được sự điều của Chúa mời mọi chúng ta đôi khi chúng ta đôi khi là chúng ta phải thay đổi nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói khi ta suy nghĩ về đời đó với Giê-xu nếu ông không thay đổi để trở nên giống như trẻ em giống như trẻ như trẻ nhỏ các con sẽ không được giáo được trời có lẽ chúng ta phải lắng nghe Chúa trong tinh thần của trẻ thơ và lần thứ hai là chúng ta suy nghĩ nhiều người giờ đây cũng không chấp nhận sức lực của con người Giê-xu phải chăng vì có quá nhiều thành kiến với đạo chúng ta hay là phải chăng vì thành kiến chính chúng ta là những người mang danh và đi đôi đầu để truyền tải sứ điệp của con người của Giê-xu ở giáo hội hiện nay ở trên thế giới này chúng ta chỉ làm gì đó để sống một ngày hôm nay không thể là những ngày vì lẽ không chính vì nước trời Thank you.